Vậy em cho anh em năm ơi, ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng chạp rồi, còn khoảng trên dưới 10 ngày nữa là anh em nhà vườn và anh em mình chơi nhà ở khu vực miền Nam á là bắt đầu tiến hành lãi lá rồi. Thì trong cái video này em sẽ chia sẻ cho anh em một số cái liên quan đến xịt thuốc, phân bón, dưỡng rễ, những cái chia sẻ nhanh cho anh em nào mới tập chơi mình chưa biết cái mình chuẩn bị cho cái cây mai của mình trước và sau Tết để mà mình chơi cái Tết 2024 nó thật là chỉnh chu và trọn vẹn nha anh em. Cái hình ảnh của video này thì em quay lâu rồi mà em lấy lại để em chia sẻ cho anh em, tại mấy nay bên vườn rất là bận nên không có kịp quay clip cập nhật lại những cái cây bên vườn cho anh em, mong anh em thông cảm. Nếu anh em mình thấy cho em chia sẻ phù hợp với mình á thì anh em mình đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái phần đầu tiên là phần xịt sâu và xịt bọ chỉ. Bây giờ thì em không biết cái tình trạng là cái cây mai của anh em mình có sâu hay bọ chỉ hay không, nhưng mà tốt nhất là anh em mình xịt theo cái lịch của em, mùng 10 âm lịch xịt một lần. Sau khi lãi lá xong, ví dụ như anh em lãi lá 15 đó, thì trong ngày hôm đó hoặc là 16 mình tiến hành xịt sâu vào bọ chỉ thêm một lần nữa. Và khi mà lên chân chanh thì khoảng từ 23 trên dưới đó, có khi 22, có khi 24 là anh em xịt cho em một lần nữa, có nghĩa là từ giờ đến Tết anh em mình xịt 3 lần để đảm bảo cái nút, cái chân chanh, cái nụ chanh của mình và cái bông của mình nó không có bị sâu vào bọ chỉ nó tấn công nha anh em. Có một số anh em mình mới cây mai đó mình chưa có rành thì hỏi về bọ chỉ và sâu là xài cái thuốc gì cho nó hiệu quả. Và cái vấn đề thuốc gì thì rất là nhiều anh em chia sẻ rồi, em để một số cái tên mà phổ biến ở trên màn hình cho anh em mình tham khảo nha. Và cái bọ chỉ thì theo em là anh em mình chơi nhà này có từ 2 đến 3 loại mình thay phiên nhau xịt, nó sẽ tránh cái tình trạng là bọ chỉ nó kháng thuốc nha anh em. Vấn đề sâu thì ở trên thị trường hiện giờ nó cũng có rất là nhiều loại và em cũng để trên màn hình cho anh em mình tham khảo và mình xịt, có thể là kết hợp cả hai luôn cũng được nha anh em. Về vấn đề lãi lá ngày nào cho kịp đúng Tết thì đúng Tết á, thì thường em nghĩ với anh em mình chơi ở nhà đó là anh em mình muốn 30 nó nở lớn chớm, và cái mùng 1 thì bắt đầu nở 10, 20, 30% gì đó thì tùy theo cây. Thì thường như vậy là cái thời tiết năm nay là dự đoán là Thủ Đức là khoảng ngày 15 là lãi lá nha anh em. Đối với dòng mai ghép, dòng margin đó thì có thể là 17, 18. Dòng margin thì thực sự em chưa có nhiều kinh nghiệm thì anh em mình có thể tham khảo thêm những cái kênh chuyên về margin nha anh em. Margin và mai ghép nó khác nhau nha anh em. Về cái việc mà mình canh ngày mình lãi như vậy nó sai sót thì hiển nhiên là sẽ có. Và đặc biệt bên nhà vườn mà với số lượng khoảng chừng trên dưới 200 cây như bên vườn bên em á thì cái chuyện đó rất là bình thường. Và mình lúc nào cũng sẽ sẵn sàng phương án để ứng phó với cái việc đó. Và mình có cái bông vào cái mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết nó ok nhất là được nha anh em. Nó không có cần phải rối khi mà nó nở sớm hoặc là nó bung chảy đâu nè. Tất cả đều có cái biện pháp xử lý để mình cứu vãn tình thế hết. Rồi bây giờ mình xử lý cái trường hợp mà nở sớm. Thì cái này thì chắc anh em mình chơi mai tầm qua năm thứ 2 là mình biết rồi. Mình sử dụng thuốc cầm bông thôi. Khoảng hè 28 là có thể là một số cây nó bắt đầu tiến hành nó nở rồi. Thì mình tiến hành mình xử lý bằng thuốc cầm bông thôi. Khoảng chừng 29-30 đó, nó nở khoảng chừng 30%. Anh em mình tiến hành sử dụng thuốc của Đại học Công nghệ Cần Thơ. Mình sử dụng mình pha theo hướng dẫn sử dụng nha anh em. Và em thấy cái việc mà sử dụng cầm bông thì mình chơi ở trong nhà nó ok hơn là chơi trong nhà hoặc là máy hiên á. Nói chung là mình tránh ánh nắng thì nó ok hơn để ngoài nắng nha. Để ngoài nắng thì cảm giác cái bông nó cũng không có được cái chất lượng như cái bình thường. Tuy nhiên bù lại thì cái bông của mình nó bền hơn, nó ok hơn so với cái việc mà mình không có sử dụng thuốc. Đối với trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà cái cây của mình đến ngày 22, 23, 24 gì luôn rồi chưa bung vỏ chấu thì mình xử lý như thế nào? Và vấn đề đầu tiên là anh em mình kiểm tra lại cây mình xung khỏe vỏ chấu, cái nút của mình vẫn bình thường nha anh em. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái cây mình yếu mà cái nút của mình có vấn đề đó, nó bị chai do cái bị sương muối hay là bị đau ôn hoặc là một số cái vấn đề khác đó, thì cái trường hợp đó là để riêng rồi. Cái trường hợp em đang nhắc tới là cái trường hợp nút bình thường, cây xung khỏe nhưng mà nó bị chậm bung vỏ chấu. Thì trường hợp này thì trước em có chia sẻ với anh em sử dụng Atonic là cái thứ nhất. Còn trong trường hợp anh em mình không có muốn sử dụng thuốc kích thích thì anh em mình có thể tham khảo cái việc là xịt xương nước bình thường nha anh em. Nước mình tưới cây thôi, nước bình thường xịt xương lên trên chi cạnh những cái nút đó, xịt đẫm cái cây luôn. Khoảng chừng 10 lần hoặc là 15 lần hoặc là 20 lần một ngày khi mà trời nắng nóng nha anh em.
mình phải để cây phơi nắng mà mình xịt lên, thì cái việc mà hỗ trợ cho cái vỏ chấu của cái cây mai nó bung nó rất là ok nha. Thì cái này là kinh nghiệm cá nhân nha, một số cái trường hợp mình làm nó vẫn không bung mà mình phải sử dụng đến Atonix nha. Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của em, Atonix là cái cứu cánh cuối cùng rồi. Trường hợp này là mình đang kích thích cái cây mai khi mà cái thời tiết nó nắng nóng nha này. Còn cái trường hợp mà cái thời tiết nó lạnh này là cái trường hợp khác nè. Trường hợp mà trời lạnh đó, thì anh em mình nếu mà có theo dõi ở trên Facebook, coi YouTube nhiều của những anh em miền Bắc và miền Trung mà chơi mai đó, thì anh em mình biết đó là cái việc mà xông đàn, anh em ủ đàn đó, bỏ cái cây mai vô cái ở trong một cái gọi là cái nhà kính đó nè, chùm bằng ni lông á, chùm lại rồi sau đó thì dùng cái đèn mà dùng để ấp trứng gà đó nè để xong. Thì về cái vấn đề này thì em không có rành anh em, tại vì chưa có làm bao giờ mà cũng không có điều kiện để làm nữa. Thành ra nếu mà anh em mình muốn thì mình có thể lên Facebook hoặc là lên trên những cái trang mà YouTube của anh em miền Trung và miền Bắc chia sẻ về cái cách ủ đèn đó, mình tham khảo thêm. Cái này em không có biết, thì em cũng không có dám múa rìu qua mất thợ. Về cái phần thứ ba là cái liên quan đến cái chất lượng nút, thì đến bây giờ thì cũng rất là nhiều anh em mình lo ngại về cái vấn đề nút của mình nó quá nhỏ này, cái kích thước nút quá nhỏ, hoặc cái nút mình không có đạt chất lượng, hoặc cái nút mình không có điều. Thì bây giờ là còn khoảng trên dưới 10 ngày nữa lãi lá rồi, anh em mình có bón phân hoặc là sử dụng cái gì đó thì thực sự cái tác động đến nó cũng không có nhiều đâu anh em. Thì cái lời khuyên của em là như vậy. Anh em mình xem trên YouTube thì có rất là nhiều anh em mình chia sẻ nhiều cái bài phân khác nhau để mà kích thích nút nụ hoặc là bổ sung dinh dưỡng cho cái cây mai nó nở cái thêm chất lượng vào cái dịp Tết này. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm cá nhân của em, 10 ngày nó không có giải quyết được nhiều cái vấn đề đâu nè. Mình ở chơi ở nhà đó nên cẩn thận, vì thực sự thì sử dụng phân nhiều, đặc biệt là cái dòng vô cơ, thì theo quan điểm cá nhân của em là nó không có bền cây đâu nè. Thì vì hồi xưa đó thì cái công nghệ cái phân bón này kia rồi nó chưa có phát triển nè, thời khoảng những năm 2000 đó thì nó chưa có phát triển, thì sử dụng phân vô cơ rất là nhiều. Hồi xưa là ure đồ này kia rồi đó, ba cái loại phân này kia, thì những cái mai ghép khi đó nó không có bền bằng bây giờ đó nè. Bây giờ thì mình có những cái kỹ thuật nó nâng cấp lên rồi, phân bón vừa hữu cơ rồi phân bón khoáng rồi vi lượng rồi nó rất là nhiều rồi, thì mình cân nhắc mình sử dụng những cái loại mà tốt cho cây, nó phù hợp hơn cho cây và chơi bền cây hơn. Và trong trường hợp nếu mà anh em mình thấy cái nút của mình quá nhỏ đó, thì em có cái hướng xử lý đơn giản cho anh em nha. Cái này thì nó thuận theo tự nhiên và nó đỡ hại cây mình hơn, đó là cái việc mà rong lá chân ở từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài nha anh em mình nhớ cái nguyên tắc đó, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Anh em mình thấy cái nút của mình quá nhỏ đó, thì bây giờ mình tiến hành mình rong lá, mình lãi lá phần trong luôn, từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài, thì tùy theo cái độ lớn nhỏ của nút anh em, tùy theo cái độ đều của nút nên anh em. Nếu mà ở phần trong của mình á, cái nút nó lớn quá rồi thì thôi mình khỏi, mình bỏ luôn, mình có nhiêu chơi nhiêu nè. Còn cái nút mà ở trong ở ngoài nó đều nhỏ hết thì mình có thể rong lá từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên khoảng chừng 30%, 40%, 50%, 60% lá luôn cũng được, tùy theo cái cây của anh em nhanh đây, để mình tăng cái chất lượng nút, nó dồn vô cái nhựa cây đó, nó dồn vô những cái nút còn lại và cái bông của mình nó sẽ ra chất lượng hơn. Theo cái quan điểm cá nhân của em làm như vậy thì cái bông nó sẽ ok hơn. Nếu là anh em mình xem YouTube nhiều thì biết cái vấn đề này rồi, em chỉ chia sẻ lại cho anh em mới tập chơi thôi. Mình tránh cái trường hợp mình sử dụng phân quá nhiều qua cây nào qua năm á, thì cái cây nó bị chai rễ, nó si hoặc là nó bỏ chi rồi cứu rất là khó anh em ơi. Phần mà cuối cùng trong cái video này em muốn chia sẻ cho anh em á là cái phần tưới nước cho cái cây mai như thế nào, trước khi lãi lá thì có tưới nước hay không, và sau khi lãi lá thì tưới nước như thế nào, rồi chơi Tết thì tưới nước như thế nào. Về cái vấn đề đầu tiên á là cái cây mai khi anh em mình lãi lá xong, hoặc là khi nó đang nở bông, hoặc là sau khi mà chơi Tết xong anh em mình lãi bông hết, thì nó đều có cần nước. Và tùy theo cái cây, kích thước cây, kích thước chậu, rồi cái chất trồng của anh em là cái lượng nước bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà cái cây đều cần nước. Tuy nhiên nó sẽ giảm so với cái thời điểm mà trên lá trên cây nó còn nhiều, thì nó giảm là khoảng chừng 1/4, 1/5
1/7 gì đó, tùy theo cái kích thước chậu, tùy theo cái chất trồng và tùy theo cái kích thước cây nha anh em. Nó phù hợp rất là nhiều yếu tố rồi, rất là nhiều anh em hỏi em phải chia sẻ cụ thể rồi giờ em biết như thế nào đâu à. Anh em cái cây nó như thế nào rồi cái kích thước chậu rồi cái chất trồng nữa em khó chia sẻ cụ thể lắm cho anh em, nhưng mà nó sẽ giảm thì phải trên 1/4 đó, và có thể là 1/5 luôn, ví dụ như 10 lít rồi đó, còn khoảng 2,5 lít đổ lại đó nè mỗi ngày đó nè. Đó là trong cái điều kiện là nó nắng anh em, ở trong điều kiện mà anh em mình để trong máy hiên nó lại giảm hơn chút xíu, còn anh em để hẳn trong nhà và đặc biệt là anh em để luôn trong máy lạnh nó giảm nữa nha anh em. Nói chung là mình có thể mình tưới hàng ngày vẫn cung cấp nước cho nó mà giảm lại thôi, có thể là mình tưới sương trên cái bề mặt hoặc có thể là 2-3 ngày mình tưới một lần luôn cũng được, đối với trường hợp anh em để trong phòng kính luôn nha anh em. Một số anh em mình không có nắm được cái phần đó là tùy theo cái môi trường, tùy theo cái điều kiện cây, tùy theo cái chất trồng nữa, thành ra kêu em chia sẻ chi tiết thì không có biết chia sẻ chi tiết làm sao hết anh em, thì mong anh em mình thông cảm. Trong một cái video 10 phút thì khó có thể mà nói hết được nè. Nếu anh em mình gặp phải trường hợp này trường hợp kia đó mà chưa có ai mà tư vấn đó, thì có thể liên hệ với em qua Zalo 0938934323 thì em tư vấn cho anh em hoàn toàn miễn phí. Còn không thì anh em mình xem cái phần mô tả dưới cái video YouTube này nè, ở có cái phần Facebook cá nhân của em á, anh em mình cứ inbox em tư vấn cho anh em mà hoàn toàn miễn phí nha nè. Biết cái gì đó thì chia sẻ cho anh em mình về cái đam mê mai vàng. Em cảm ơn anh em, và nếu mà được thì anh em mình đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều.